Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là chúng tôi mới nhận được tin là Tổng nhà Bưu điện vừa mua thêm hàng trăm ngàn chiếc xe forklift truck mà không người lái nhé. Đây là một cái chuyện rất hay. Vì lâu nay tất cả những cái xe forklift là về chở thơ, lựa thơ, toàn có tài xế. Nhưng kể từ hôm nay, ngay sở bưu điện của Moreno Valley cũng đã nhận được 8 chiếc xe forklift mới không người lái. Và các sở bưu điện lần lượt sẽ được nhận những chiếc xe forklift không người lái để chở thơ, kiểm soát thơ. Cho nên cái vấn đề tiết kiệm tài xế là tiết kiệm vấn đề ăn gian ăn lận. Lâu nay các tài xế xe forklift nó thuộc về đảng Dân Chủ của ông Obama. Mấy phe da đen nó lựa, nó gửi thơ. Khi mà những cái chiếc thơ mà của đảng Cộng Hòa nó chở đi vất thùng rác, không ai biết. Cho nên đây là một cái hành động hay của ông Tổng Giám đốc Bưu điện mới là ông Louis DeJoy. Những bạn bè bà con làm việc ở sở bưu điện Moreno Valley ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho Dương Đại Hải biết rằng ở đây chúng em mới nhận được 8 chiếc xe forklift không người lái để nó ngăn chặn bớt cái vụ nó thủ tiêu thơ của đảng Cộng Hòa. Đó là một điều mừng cho sở bưu điện Moreno Valley, cũng như là mừng cho ông Tổng thống để bớt đi một phần nào gian lận. Để quý vị biết rằng là lâu nay đảng Dân Chủ nó gian quá trời quá đất. Cái xe sơ mình tính một chiếc xe forklift truck mà hồi trước có người lái, mà một ngày nó làm 24 việc, 24 giờ thì nó chở biết bao nhiêu là thơ đi nó vất. Tại sao vậy? Là quý vị biết rằng là ông DeJoy này từ ngày ông làm tổng giám đốc ngày 10 tháng 5 đến bây giờ, ông đã thuyên chuyển và thay đổi 200 chức vụ quản trị ở trong hệ thống bưu điện của Hoa Kỳ. Mà những cái chức vụ đó từ trước đến giờ đều là của người da đen và của Obama. Cho nên đó là lý do mà ông Trump này ông chơi cũng hơi, một là cao tay, hai nữa là cũng thâm. Là vì ông biết vào cái tội này trước sau nó cũng đòi bỏ thơ bưu điện. Thế thì bây giờ mình phải cải tổ ngành bưu điện. Đầu tiên là lựa một người tỷ phú nó không cần tiền, Louis DeJoy, vừa là một giám đốc của một cái công ty từ thiện, một cái hội từ thiện có mặt trên 16 quốc gia, ngân sách lên đến 26 tỷ đô la Hoa Kỳ. Cho nên ông ta làm việc cũng không lãnh lương. Quá hay. Rồi ngày hôm qua ông quan tòa liên bang của Hoa Kỳ ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã bác bỏ cái yêu cầu của ông John Bolton, tác giả cuốn sách The Room Where It Happened. John Bolton là ai? John Bolton là một người làm cố vấn cho ông Tổng thống Donald Trump trong vòng 17 tháng. National Security Advisor. Và ông này bị Donald Trump đuổi chỉ vì ông này cái chính sách là muốn chiến tranh. Cho nên những người mà hiểu biết thì phải biết rằng Donald Trump không bao giờ có chiến tranh. Donald Trump dùng kinh tế để mà diệt chiến tranh. John Bolton muốn đem quân đánh Bắc Hàn, đánh Kim Jong Un, là vì Kim Jong Un cứ nói rằng là nay bắn hỏa tiễn, mai bắn hỏa tiễn, nay bắn qua bên Nam Hàn, ngày mai bắn qua Nhật Bản, ngày mốt bắn qua bên Alaska, bên California của Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump không cần. Ông dùng cái tình cảm và ông dùng cái kinh tế để cảm hóa con người. Cuối cùng Kim Jong-un vẫn công nhận Donald Trump là một vị thầy, một người cha lý tưởng của Kim Jong-un với những cái lá thơ tâm tình rất là kính nể. Và từ ngày Donald Trump lên làm việc đến giờ không nghe Kim Jong-un bắn mai, bắn mốt, bắn ngày kia bắn. Có lần dọa bảo ông ta chỉ cần cái nút bấm nguyên tử. Thì Donald Trump bảo không sao, nút nguyên tử của tôi to hơn của Kim Jong-un. Quý vị thấy hay không? Một người có cái tâm hồn rộng lượng như Donald Trump, thế giới hòa bình. Quan tòa tên là Royce Lambert đã ra lệnh hủy bỏ cái hồ sơ khiếu nại của John Bolton. Vì trong tháng 6 vừa rồi,
chính phủ của ông Donald Trump đã nộp một cái khiếu nại lên tòa án liên bang, bảo rằng cái tác phẩm của John Bolton đó, trong đó viết quá nhiều về những cái tin tức bí mật, nếu đưa ra không có lợi cho Hoa Kỳ đối với thế giới. Donald Trump không quan trọng. Thế thì quan tòa họ đã đọc cái bản án kiện này của chính phủ và dẫn chứng những cái chỗ mà tin bí mật quân sự đối với Ukraine này, đối với Kim Jong-un này, rồi đối với Nga này, đặc biệt đối với Tập Cận Bình. Nếu đưa hết những cái tin này thì thế giới biết rõ đường đi nước bước của Hoa Kỳ. Bởi vì John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia, ở đâu có tổng thống lời đó có y. Vậy là y bị vỡ mặt. Tổng thống Donald Trump đã thắng cái vụ án này, và bây giờ luật sư của John Bolton hứa sẽ kháng án. Nhưng mà cái chuyện đó là sau bầu cử, không đáng kể. Là vì bây giờ qua tháng 10 chỉ còn có 1 tháng nữa là bầu cử, mà bây giờ kháng án thủ tục đi lại cũng mất đến 3 đến 5 tháng. Khi đó câu chuyện đã hòa. Mừng cho Donald Trump. Rồi chúng ta lại có bản tin nữa, đó là bên Hồng Kông bây giờ, ngày hôm qua là ngày mùng 1 phải không, tháng 10, đó là ngày của Tàu Cộng ăn mừng. Thế thì dân chúng Hồng Kông bảo no, chúng tôi phải chống Cộng sản đến cùng, đi biểu tình. Bởi vậy cảnh sát Hồng Kông đã nghe lệnh Tập Cận Bình, đã bắt vào khoảng 30 người nhốt. Trong cái cuộc biểu tình của dân Hồng Kông, dân Hồng Kông phải công nhận là nó văn minh hơn là dân Cộng Việt Nam. Dân tộc Việt Nam, dân tộc Lào, dân tộc Campuchia hãng còn bán khai. Nếu mà nói chữ đần độn thì hơi quá, nhưng mà bán khai là vì chúng nó vẫn còn im. Cả nước 90 triệu người mà nó chỉ thua có nhúng người mà chúng nó im. Là thua thằng Hồng Kông. Hồng Kông bây giờ nó chỉ có 7-8 triệu, mà thằng Tập Cận Bình nó có đến 1.400 triệu. Mà dân Hồng Kông nó vẫn biểu tình. Trong đó Hoa Chí Phong cũng bị bắt, xong rồi đóng 1.000 tiền Hồng Kông, được tại ngoại, sẽ trở lại tòa vào ngày tháng 11 tới đây. Hoa Chí Phong bị bắt vì cái tội gì? Vì cái tội sách động quần chúng để chống lại Đảng Cộng sản Tàu. Và Hoa Chí Phong còn nói rằng, chúng tôi đòi hỏi quý vị không được đàn áp, không được thi hành các luật an ninh quốc gia có lợi cho Tập Cận Bình, và quý vị phải thả hết 3 anh em chúng tôi ra. Đó là lời đòi hỏi của dân chúng. Còn nói về vấn đề kinh tế của Mỹ, tuyệt vời. Sáng nay ông Đại Uy Lộc gọi cho tôi biết, giáo sư à, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giờ này chỉ còn có 7.9. Quý vị nhớ tháng trước không? 8.4, xong rồi xuống 8.2, hôm nay 7.9. Và trong cái tháng 9 vừa rồi, nền kinh tế của Hoa Kỳ thêm được 661.000 công việc. Quý vị thấy nó quá hay không? Đó. Rồi con số thất nghiệp giờ này chỉ còn vào khoảng độ 10 triệu người, trong khi tháng 3 vừa rồi con số thất nghiệp lên đến 45 triệu người. Rồi chúng tôi lại nhận được bản tin của ông John Tornado. Ông ta nói rằng là bọn dân chủ là cái bọn Satan bây giờ, cũng như cộng tàu cộng của Tập Cận Bình, đang ăn mừng về vấn đề Donald Trump bị nhiễm bệnh dịch Vũ Hán. Nhưng quý vị đừng có mừng lâu, vì Tổng thống Donald Trump sẽ hồi phục nhanh chóng. Và trong số những người ăn mừng đó có cả Cindy McCain, vợ của tên McCain, thù hằn đối với Tổng thống Donald Trump. Còn cô Jacqueline Lê có gửi cho tôi một cái bản tin là ông dân biểu Alan Lowenthal đang kêu gọi Bộ An ninh Nội chính qua ông Tổng Giám đốc mới là ông luật sư Tony Phạm người Việt, yêu cầu đừng có trục xuất những người Việt Nam phạm tội về nước vì họ là những nạn nhân của Cộng sản. Thì câu này cũng đúng, nhưng mà những người tội phạm thì không thể để ở Hoa Kỳ. Đa số những người bị trục xuất bây giờ trên danh sách có đến 10.000 người, nhiều tội lắm.
tội hiếp dâm có, tội ăn cướp có, tội ăn trộm có, rồi tội làm tiền, làm cái điếm có, rồi đánh bạc có. Cho nên đó là một cái vấn đề quốc gia. Để những người đó ở trong xã hội Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ thêm tội nhiều hơn. Chẳng thà đưa họ về Việt Nam với cái lối sống của Cộng sản, họ trở thành những người ngoan ngoãn. Bởi vì dân chúng Mỹ thì đa số hư hỏng là vì họ sung sướng quá. Cơm no thì ấm cật, rậm rật mọi nơi. Ở với Cộng sản, chỉ trong vòng 3 giờ nó tống vào trong tù, nó thả đói, khi đó lè lưỡi ra và không còn nghĩ thế nào là tội phạm nữa. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.